Chương trình ưu đãi tháng 12 tặng một chai nấm dùng thử cho đơn hàng từ 390k. Mua món gì cũng được nha. Lạc Bửu tặng chai nấm dùng thử để chị dùng thử và cảm nhận hương vị các món cháo trong menu. Các món cháo của Lạc Bửu là nấu rất khác biệt so với các món cháo gà, cháo vịt thông thường nha. Như hôm kia là có một chị tới dùng bữa tại nhà hàng, Út đem một hộp ra mời dùng thử. Chị húp xong 2-3 món cháo cái đặt luôn 3 thố đem về. Cái món cháo thực sự rất cần thiết nè, để mình dùng bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, hoặc là mà khi mình bệnh mình ăn không nổi ấy, là cần một thố cháo để dễ húp, hoặc là để giải cảm và để đi thăm bệnh nữa. Đây là hộp cháo dùng thử, Lạc Bửu tặng để anh chị dùng thử và cảm nhận hương vị của các món cháo nha. Nên nó chưa có yến hay là chưa có bào ngư, anh chị dùng thử cháo thấy ngon rồi đó thì mình có thể là đặt các món cháo như là cháo bào ngư nè, cháo yến bào ngư hoặc cháo yến gà ác để thưởng thức và tâm bổ nha. Trong tháng 12 này, khi anh chị đặt shop bào ngư vi cá, gà ác tiềm hay là các món lẩu với giá trị hóa đơn từ 390k sẽ được tặng một hộp cháo nấm. Anh chị dùng thử để cảm nhận hương vị các món cháo trong menu nha. Thì cái menu này cũng sẽ gửi kèm theo khi giao món để chị tham khảo. Vài bữa nữa anh chị cần đặt cháo để thưởng thức nè, để tẩm bổ nè, hoặc là thăm bệnh là đã có Lạc Bửu nấu cháo cho mình rồi nha.